Dạ con bạch sư, không hỏi về pháp, con có thắc mắc nhẹ một điều là quan sát con thấy các sư bên Phật giáo Nguyên Thủy ít khi thấy ghi họ thích kèm theo pháp danh, pháp hiệu, tự như xưng sư Hạnh Tuệ, chứ con ít thấy sư hoặc mọi người gọi là thích Hạnh Tuệ, giống như Bắc truyền. Con kính tri ân sư. Xin thưa là có một thầy ở Phật giáo phát triển, thầy cũng tên là Hạnh Tuệ, và cho nên là nếu quý vị gọi là thích Hạnh Tuệ thì có khi là quý vị sẽ nhầm lẫn với vị thầy đó. Đôi khi nhầm lẫn thì người ta cũng không có vui. Còn nếu mà quý vị gọi là sư Hạnh Tuệ thì chắc chắn là chỉ thẳng ông sư này, không có đi, không đi chập được. Còn tại sao mà Phật giáo Nguyên Thủy thì không có ghi họ thích kèm theo? Đây cũng chỉ là vấn đề lịch sử thôi. Tại vì theo Phật giáo Nguyên Thủy thì các sư đâu có cái thích, không có cái đó. Mà đó là cái đặc trưng của các vị ở Phật giáo phát triển. Sư không nói cái đó là hay hay dở, thậm chí sư thấy nó cũng hay. Nhưng mà hay không có nghĩa là mình học theo, hay lần chuyện, học theo lần chuyện. Hay lần sau, tức là các vị á, thì có cái đại nguyện là tôi sẽ hướng thành một vị chánh đẳng giác. Thì có nghĩa Đức Thế Tôn, Ngài giống như là Ngài là Phật cha, còn tôi á, là hướng theo chánh đẳng giác thì tôi cũng là con của Ngài. Cho nên á, là như vậy á, thì khi mà đặt tên phía trước á, nó giống như là thể hiện là tôi cũng là con của Đức Thế Tôn. Hơn nữa nó khi mà sư xem ở trong tạng luật á, nó có một đoạn thú vị như thế này, là các ngoại đạo á, họ có dùng cái từ là những sa môn thích tử. Cho nên là mình không thể nào mình bài bác được. Gọi là những sa môn thích tử, tức là những cái đứa con của dòng họ Thích Ca, những đứa con dòng họ Thích Ca chỉ chung cho các vị xuất gia theo Đức Thế Tôn. Cái đó là ngoại đạo, họ có gọi mình ở trong tạng luật là có. Cho nên cái chuyện là mình tự mình gọi mình á, là con của Thế Tôn thì nó cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên đối với các sư á, theo Phật giáo Nguyên Thủy thì đôi khi các sư cũng hơi căng tí xíu. Căng là căng sao? Là đối với các sư á, thì chỉ khi nào á, chứng thánh thì mới được gọi là con trai và con gái của Như Lai. Còn mình á, mình chưa có chứng thánh, mặc dù mình là người xuất gia đi chăng nữa thì mình cũng chỉ là đệ tử của Như Lai thôi. Chứ Đức Thế Tôn Ngài không có gọi mình là con của Ngài. Mình chỉ là đệ tử của Ngài. Thì đó là cái sự khác biệt của lịch sử và của dòng truyền thừa. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo. Đương nhiên ở trên giấy tờ thì một số chỗ thì vẫn ghi là thích Hạnh Tuệ thì cũng chẳng vấn đề gì. Cho nên là chuyện đó nó cũng bình thường đó. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.